xây tương thân tình trong đạo phần, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống đời sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Đường Ngự và chủ trì chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Khiếu Hạnh. Con xin kính chào chư tôn đức tăng ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, con xin chào thầy. A Di Đà Phật, thầy xin chào ca sĩ Jessie Thảo Vi, pháp danh Nhật Khiếu Hạnh, rất là giỏi phải không? Thầy luôn luôn là tán thán bởi vì giỏi thiệt. Trẻ sinh ra ở Mỹ mà tiếng Anh thì không nói gì rồi mà tiếng Việt giờ là quá giỏi, Phật pháp quá giỏi. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn con. Với đạo Phật xin kính chào chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ. Với đạo Phật. Dạ. Thưa quý vị, chương trình trước đó, cháu Jessie Thảo Vi Nhật Hữu Hành có hỏi là có mấy loại từ bi và làm thế nào để tăng trưởng lòng từ bi của chúng ta. Thực ra thì mỗi một chúng ta đều có cái lòng từ bi, nhưng mà vì không có làm cho nó tăng trưởng cho nên bị những cái tánh như là thù hận, như là keo kiết nó tràn ngập, nó lấn át. Khi mà cái mức độ tràn ngập của lòng hận thù ích kỷ quá lớn thì mình không còn thấy được lòng từ bi của mình. Nhưng thực ra nó vẫn có đó, nó không có biến mất. Nó không biến mất. Thì qua câu hỏi của cháu Jessie Thảo Vi, chúng tôi đã trình bày là có ba loại từ bi. Thứ nhất là chúng sinh duyên từ. Nếu mà nói đủ là từ bi. Thứ hai là pháp duyên từ. Và thứ ba là vô duyên đại từ. Thương yêu chúng sinh với tất cả cái lòng từ bi vô điều kiện. Chúng ta giúp đỡ một ai đó không phải là với một cái điều kiện này hay là một cái lý do khác. Nếu còn có những cái hỏi trong cái việc từ thiện xã hội thì rõ ràng đó không phải là lòng từ bi. Cho nên thưa quý vị, trong luận Bảo Vương Tam Muội có dạy rằng là thi ân đừng cầu đền đáp, vì thi ân mà cầu đền đáp là thi ân mà có mưu đồ. Thi ân mà còn có cái mơ ước, có cái mong cầu một cái sự đền đáp nào đó dù rất là nhỏ thì đó là một cái mưu đồ chứ không phải là lòng từ bi. Lòng từ bi thì hoàn toàn vô điều kiện, thấy người khác cần giúp đỡ chúng ta dấn thân, chúng ta hết lòng giúp đỡ trong cái khả năng mà chúng ta có thể. Và dù cái khả năng của chúng ta to lớn như thế nào thì thưa quý vị, đối với lòng từ bi của chư Phật và những vị Bồ Tát lớn rõ ràng hãy còn rất là giới hạn. Cho nên ý thức được cái điều đó chúng ta cần phải tăng trưởng. Vì không nhận chân rõ, không trí nhận được lòng từ bi của mình còn quá giới hạn, cho nên chúng ta không nỗ lực để mà tăng trưởng lòng từ bi. Thì muốn tăng trưởng lòng từ bi, trước hết mình phải thấy rằng là lòng từ bi của chúng ta hãy còn quá nhỏ bé so với lòng từ bi của chư Phật, so với tâm từ bi của chư Đại Bồ Tát, tức là những vị Bồ Tát lớn. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Có thấy ra được thì mình mới tăng trưởng. Bây giờ tăng trưởng phải cách nào đây? Phải đồng lúc tăng trưởng cái tâm chấp thuận. Còn có chấp cho nên có những cái phân biệt về đối tượng,
để thi thiết lòng từ bi, phân biệt về cái đối tượng được dùng là những cái phương tiện để thực hành lòng từ bi, kể cả chấp về cái tôi, cái ngã. Cho nên trong vấn đề bố thí cúng dường thì thưa quý vị đó, nếu chúng ta nghiên cứu kỹ trong cái kho tàng giáo lý của Đạo Phật, chúng ta sẽ thấy là đẳng tam luân không tịch, người thực hành việc bố thí, người nhận cái phẩm vật được bố thí và phẩm vật đem ra để bố thí hoàn toàn rỗng lặng, bình đẳng, vô phân biệt. Có một số người hiểu rằng là bố thí, ô tôi thí cho nó việc đó, thí cho nó cái vật này. Không, hiểu như vậy là không hiểu được cái từ ngữ bố thí. Thí ở đây là ban phát, là dân tặng, là dân hiến một cách rộng rãi. Rộng rãi đó ấn một cái mức độ không có giới hạn, chứ không phải là thí là tôi thí cho nó vật này, tôi thí cho nó vật kia. Hoặc giả là vì ở trong nhà tôi có dư đồ đạc, thành tôi đem ra tôi cho, giống như là một cái cách để mà giải quyết một phần những cái chướng ngại, những cái khó khăn. Vì cái gara của mình không có đủ chỗ để mà dung chứa, vì ở trong tủ áo của mình nữa không còn chỗ để mà cất giữ. Vì hôm nay mình đã lớn, mình đã cao, mà cái bộ đồ này nó đã không còn thích hợp, dư thừa đem ra bố thí. Không phải vậy. Bố thí ngay cả những cái mà mình thiếu hụt, những cái mà mình rất là cần đến nó, những điều rất là quan trọng. Chứ không phải là bố thí là vất đi những cái gì mà dư thừa. Nếu mà hiểu cái nghĩa của bố thí như vậy thì rõ ràng là chúng ta chưa thật sự thực hành cái hành bố thí, cái tâm bố thí đúng theo lời dạy của Đức Phật. Thưa quý vị, ở trong triều đại của nhà Lý, có một vị vua khi đang xử án, lúc bây giờ có một người con gái cưng của vua đứng ở bên cạnh, mặc áo lông cừu, áo ấm, mà vẫn còn có những cái cảm giác rét lạnh. Nhà vua đã chợt khởi lên lòng từ bi, thương cảm những tổ nhân vì không hiểu cho nên phải ăn cắp, phải phạm vào cái tội này, tội kia. Bởi vì nhà vua nghĩ rằng con gái của mình sống trong hoàng cung có đầy đủ si mê, thích hợp với từng cái mùa. Mùa đông có áo lạnh như vậy mà còn bị rét, huống chi là những cái phạm nhân kia không có đủ cơm áo. Do vậy mà truyền nó ban chăn chiếu cho những cái phạm nhân đó. Rồi có những cái trách trách rất là khoan dung, rất là độ lượng, rất là từ bi. Bởi vì thưa quý vị, ở trong triều đại của nhà Lý, lúc bây giờ ông Lý Công Uẩn trước khi trở thành vua, tức là vua Lý Thái Tổ, thì đã từng là một chú tiểu tu ở trong một ngôi chùa và được thiền sư Vạn Hạnh dạy dỗ đào tạo, cho nên thấm nhuần Phật pháp. Khi mà ông lên làm vua, ông đã đưa cái giáo pháp của Đức Phật vào cái chính sách trị quốc an dân của ông. Và lòng từ bi là một
trong những cái giáo pháp rất là căn bản. Rồi sau đó những cái vị vua kế tiếp trong triều đại nhà Lý cũng đã rất là hâm mộ Phật pháp và đem Phật pháp để áp dụng vào danh sách trị quốc của mình. Thương những người khác như là thương chính con ruột của mình, không phân biệt, lòng từ bi mà. Đương nhiên tâm từ bi của những vị vua thời nhà Lý chưa, mặc dù rất là lớn nhưng mà chưa có lớn bằng lòng từ bi của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Cho nên chúng sinh duyên từ, pháp duyên từ và vô duyên đại từ, ở đây vô duyên đại từ chúng ta phải hiểu là lòng từ bi được thể hiện cho tất cả muôn loài chúng sinh một cách vô điều kiện, không phân biệt. Thực hành lòng từ bi mà còn có những cái phân biệt thì đó chưa phải là lòng từ bi. Và chúng ta nên nhớ rằng là cái điều này Đức Phật dạy cho tất cả mọi đối tượng, mọi thành phần, chứ không phải là chỉ giới hạn ở cái thành phần này hay là một cái lĩnh vực nào khác. Điều này Đức Phật không phải chỉ dạy cho những người Phật tử hay chỉ là những người xuất gia, dù là Phật tử tại gia hay xuất gia, mà bao gồm tất cả mọi thành phần. Nếu tất cả chúng ta áp dụng lòng từ bi mà Đức Phật đã khai thị, chắc chắn là chúng ta sẽ mang lại nền hòa bình chung cho thế giới nhân loại. Bởi vì ai cũng tìm cách để ban vui, cứu khổ, không ai tìm cách để tăng trưởng lòng hận thù, sự keo kiết, đố kỵ, mà là tăng trưởng lòng từ bi. Mà muốn tăng trưởng lòng từ bi thì thưa quý vị, phải thấy ra được cái sự giới hạn, phải thấy ra được muôn sự muôn vật đều là phí ngã, đều là phố ngã. Nếu không thấy ra được cái điều đó thì rất là khó làm để chúng ta có thể tăng trưởng lòng từ bi. Sự đau khổ của khác chính là sự khổ đau của bản thân mình. Hiểu ra được cái chuyện đó thì chúng ta sẽ hết lòng để thực hành lòng từ bi. A Di Đà Phật. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh sau phần bảo trợ của các cơ sở thương mại cho đài. Thầy trò chúng con sẽ quay trở lại ngay. Con xin cảm ơn. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Con xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Kính bạch Thầy, khi tu hành chúng ta cần gần gũi các bậc thiện hữu tri thức. Vậy thiện hữu tri thức là ai ạ? A Di Đà Phật, con hỏi Thầy là khi mà chúng ta tu hành, chúng ta cần phải thân cận, tức là gần gũi với những cái bậc thiện hữu tri thức. Như vậy thì thế nào gọi là thiện hữu tri thức? Thưa quý vị, ở trong Tạp A Hàm, Đức Phật có dạy là những bậc thiện hữu tri thức là những vị mà có phạm hạnh hoàn toàn. Lý do mà Đức Phật dạy như vậy là bởi vì tu giả A Nan bạch với Đức Phật là thiện hữu tri thức là những người có một phần phạm hạnh. Đức Phật dạy không, thiện hữu tri thức không phải là những người có một phần phạm hạnh, mà là có đầy đủ phạm hạnh. Mà phạm hạnh đó sở dĩ có được là vì thành tựu được tam bồ đề học, tức là giới, định và huệ. Châu Thảo Vi, Giới Sư Thảo Vi đã hỏi câu hỏi khá thông minh. Chúng ta thường nghĩ rằng là ai cũng là những bậc thiện hữu trí thức, không phải vậy. Không phải là những người có trí thức đã là những bậc thiện hữu tri thức mà Đức Phật đã dạy.
Khi mà nói đến phạm hạnh là nói đến việc thành tựu ba cái điều mà trong thuật ngữ gọi là tam bổ lậu học. Đó là giới, đó là định và đó là tuệ. Nếu mà không thành tựu được giới, định và tuệ thì chưa thể gọi là phạm hạnh đầy đủ. Mà chưa có được phạm hạnh đầy đủ thì thưa quý vị, không phải là những bậc thiện hữu tri thức. Người đó thường bảo là anh cũng có canh tu hành, có bạn. Thật giả là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu mà chúng ta cứ gần mực hôi, mình sẽ bị đen. Nhưng mà gần đèn hôi thì chắc chắn là mình sẽ sáng. Tu hành mà không có bạn, nhất là không thân cận được với những bậc thiện hữu tri thức thì nó cũng là một cái trở ngại rất là khó. Bởi vì trở ngại rất là lớn, bởi vì chúng ta không phải là những cái bậc thánh tăng. Chúng ta không phải là những cái người mà có một cái trí thức, có một cái tuệ giác siêu việt. Cho nên chúng ta còn phải gần gũi với những cái bậc thiện hữu trí thức để được nhắc nhở, để được sách tấn, để được dắt chiều, để được nâng đỡ. Từ đó mà mình có thể rút ngắn cái lộ trình hướng đến giải thoát và giác ngộ. Nếu mà chúng ta ý rằng là mình có đủ cái bản lãnh, có đủ cái nội lực, cái sự tự tin đó vô cùng cần thiết, nhưng mà mình phải tự hiểu cái giới hạn của mình, những gì mình đã làm, những gì mình chưa làm được, những gì mà mình ước vọng thực hiện nhưng mà do cái khả năng giới hạn cho nên mình không thể thực hiện được. Cụ thể là trong cái vấn đề tu tập, không phải ai có những cái giấc mơ lớn, hoài bão lớn là điều có thể thành tựu được, mà phải nhờ vào cái sự trợ giúp của rất nhiều cái yếu tố khác nhau. Riêng về cái vấn đề tu hành, nếu mà không nhờ cái sự hướng dẫn của những bậc thiện hữu tri thức, không gần gũi với những cái bậc thiện hữu tri thức thì thưa quý vị, chúng ta khó để có thể thành tựu được. Kính bạch thầy, có mấy loại thiện hữu tri thức ạ? Thì thầy cảm ơn câu hỏi của con. Thì thưa quý vị đó, thiện hữu tri thức thì cũng có nhiều. Nếu mà chúng ta phân tách cho thật tỉ mỉ, nhưng mà ở đây trong kinh, trong sách, trong từ điển của Phật giáo đã phân làm ba loại thiện hữu tri thức. Thứ nhất là giáo thọ, là những người có khả năng dạy dỗ, hướng dẫn, giúp cho chúng ta hiểu được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là nên, đâu là hư, việc nào cần phải nỗ lực để phát huy, việc nào cần phải tích cực để chặn đứng. Nếu mà không có những cái vị giáo thọ thiện hữu tri thức như vậy thì khó để có thể tiến tu đạo nghiệp, nhất là những cái giai đoạn mà chúng ta vừa bước chân vào đạo, sơ tâm xuất gia hay giả là mới đến với đạo, chưa có hiểu được nhiều, mà không nhờ vào cái sự hướng dẫn dạy dỗ của những bậc thiện hữu tri thức như vậy, những bậc thầy lớn, những trưởng tử của Như Lai thì mình rất là khó để có thể tiến tu đạo nghiệp. Cho nên loại thiện hữu tri thức thứ nhất đó là giáo thọ, thứ hai là đồng hành thiện hữu tri thức. Người đó là một người đồng hành với mình, sát cánh với mình để cùng bước trên cái lộ trình hướng đến giác ngộ giải thoát, gọi là đồng hành thiện hữu tri thức.
chữ đồng hành thì tương đối dễ hiểu, thành chúng tôi không có cách nghĩa, không có đi sâu vào chi tiết. Và hàng tri thức thứ ba đó là ngoại hộ. Ngoại hộ tức là họ hỗ trợ mình tất cả những cái vấn đề cần thiết cho cái việc tu học. Ví dụ như những người xuất gia còn có những cái bổ y, còn có những cái bình bát, nói chung là có những cái pháp khí, tọa cụ, đẩy lọc nước là những cái điều căn bản. Nhưng mà ngày hôm nay ở những cái đất nước, cụ thể là như Hoa Kỳ, cần những cái cơ sở để xuyến dương chánh pháp. Mình muốn vào trong rừng mình cũng phải có những cái điều kiện, phải được phép, phải có những cái loại nước lọc, phải có những cái tiện nghi tối thiểu như là ghế ngồi thiền, tọa cụ, vân vân. Chả là phương tiện vận chuyển. Những cái vị ngoại hộ thiện hữu tri thức là những người mà họ hỗ trợ mình. Những cái phương tiện rất là cần thiết để mình tu tập. Thiếu cái sự hỗ trợ đó thì sự tu tập của chúng ta cũng khó thành tựu. Sự hỗ trợ đây nó mang nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Có thể hỗ trợ về vật chất, những cái phương tiện cần thiết trong đời sống, nhưng cũng có thể hỗ trợ về tinh thần, động viên, khuyến khích, an ủi, sách tấn để giúp cho chúng ta thành tiến. Mỗi khi mà chúng ta gặp những cái trở lực, những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh, đôi khi nếu không có những người thiện hữu tri thức hỗ trợ, chúng ta dễ bị thôi thật, muốn lùi bước, muốn dậm chân tại chỗ, không muốn tiến tới. Cho nên những cái bậc thiện hữu tri thức, thưa quý vị, rất là quan trọng trong cái sự nghiệp tu hành của chúng ta. Chúng tôi xin được nhắc lại đó là: thứ nhất, giáo thọ thiện hữu tri thức. Thứ hai là đồng hành thiện hữu tri thức. Và thứ ba, thưa quý vị, đó là ngoại hộ thiện hữu tri thức. Tất cả ba loại thiện hữu tri thức này đều vô cùng quan trọng đối với cái sự nghiệp tu tập của chúng ta. Cho nên Đức Phật luôn luôn dạy cần phải gần gũi, thân cận với những bậc thiện hữu tri thức. Nhờ tạo những cái công đức lành mà đời đời kiếp kiếp, khi mà sinh ra ở đâu chúng ta cũng gặp được những cái bậc thiện hữu tri thức, đại thiện hữu tri thức. Để nhờ vậy mà cái sự tu tập của chúng ta luôn luôn tiến bộ, gặt hái được những cái thành quả tốt. Thành quả ở đây chúng tôi muốn nói tốt nhất đó là chứng đạo, đó là thành Phật, rũ bỏ tất cả những cái khổ đau phiền não. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rất tiếc thời gian không cho phép thầy chờ chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.